Xin chào mọi người, tiếp tục một cái video ngắn tôi xin phép quay trong buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều mưa tầm tã nhưng vui, bởi vì trùm nó lên ăn rất là mạnh sau khi sang giống. Trại thì nó mỏng thôi, bởi vì chúng tôi mới sang giống mà. Để tôi bóc lên thử cho mọi người xem cái mật độ trùm được nuôi tại trang trại nắng và gió. Nó mỏng hay nó dày? Quá trời trùng nha mọi người. Trùng lai rất là mạnh, rất mạnh luôn, mới sang giống không mà bây giờ nó sinh sản, bởi vì cái lứa kén vừa rồi nó nở thành trùng con và trùng bố mẹ cũng phát triển bự dần à. Nhìn rất là đã. Trang trại nắng và gió sẽ chủ động cái nguồn phân bò và nuôi trùng quế để cung cấp cho farm, cho chính trang trại, để phát triển một nền nông nghiệp dựa trên nền tảng của cái phân trùng quế. Đương nhiên chúng ta phải kết hợp với một số loại phân bón khác, phân rong biển, phân chuối, vâng vâng, để cung cấp cho cây vào các thời kỳ khác nhau. Trùng rất là nhiều. Thì khi mà ra thăm trại, tôi sẽ quay những cái video ngắn để cho mọi người xem. Rất là nhiều trùng nha mọi người. Con nào cũng lấy béo mập. Và chúng ta sẽ bóc những cái khúc trùng mà dày á, nhiều á. Chúng ta sẽ sang qua những cái khu vực trùng nó tương đối thưa. Ví dụ như bên kia, hiện tại nó đang gặp tình trạng ngập do mùa mưa kéo dài á, nên tôi sẽ sang giống qua đó để cân bằng cái mầm nồng, cái quần thể trùng trong trại. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video sau. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Trân trọng cảm ơn.